Dạ vâng, mến chào quý anh chị em. Chào mừng quý anh chị em quay trở lại kênh Xe Đẹp Giá Rẻ nha. Thì ngày hôm nay em rất là may mắn luôn, vừa đi Bến Cát Bình Dương mua lại được mẫu xe em năm xưa em bán ra, in Kia Morning đời 2012 nha quý anh chị nha. Đấy, một chiếc xe cỏ giá rẻ nha, bằng chiếc hát thôi quý vị ơi, tránh nắng tránh mưa với cái nắng là bốn mấy độ ở Bình Dương này quý bà con coi nè. Trời ơi, chết, quá nắng luôn. Mà đi con xe này bạn chết hát tội gì mà đi chết hát chứ quý vị. Đấy, xe đẹp màu đỏ, đấy, lên foam sport hết rồi. Đấy, đèn rất đẹp nha quý vị em nha. Đó, quý vị em coi nè, đèn sport nè, đẹp không? Tuyệt vời, đấy, mâm đúc nha, đời 2012 nha, đời cao nha. Lớp dày cui nè, 2012, lớp dày, nội thất mới nha, bốn cái lớp là mới thay. Đó, bà con thấy không? Đấy, bốn cái lớp keo nhầm, nội thất mới nè. Đó, nội thất là vừa mới thay nha. Đấy, nguyên bộ trần ve đê của nó luôn. Đó, bà con thấy không? Đẹp tuyệt vời. Không còn gì đó bạn. Đấy, treo sùng chỉ đủ nè. Đó, thấy chưa? Ngon lành, đẹp tuyệt vời. Hệ thống là gương kính chỉnh điện nè bà con. Đúng đời 2012 nè, nội thất nè. Bà con nhìn đẹp không? Nhìn vô lăng nè. Rồi, củ số nè, màn hình nè, khó khiển nè. Đó, một chiếc xe cỏ mà như thế này thì bà con còn quan tâm đòi hỏi một cái gì nữa. Giá tiền của nó là hơn 100 triệu, cụ thể là 125 củ thôi. Bà con tới mua thì em bớt cái 5 củ còn 120. Đấy, nhanh gọn lẹ luôn. Xe đẹp tuyệt vời. Đấy, foam sport nha. Đấy, foam sport nè, đăng kiểm rất là dài luôn. Đấy, đăng kiểm tới tháng 10 2024 nha. Bà con coi đẹp không? Đấy, 5 chỗ ngồi. Đó, mâm đúc nè, đấy, ốp đồ chơi, bốn cái lốp là vừa mới thay. Đó, có sale nói vậy nha. Đó, năm cái lốp mới thay, mới tinh luôn bà con. Đó, thấy chưa? Đó, xe đẹp rộng rãi luôn. Quý bà con quan tâm thì alo ngay cho em, số điện thoại 0972 147 247 nha. Cốp đồ nè, rộng rãi luôn, tinh bon nè. Đó, xe nối không với lỗi lầm, nối không với đâm ve nha. Rộng rãi chưa, 5 chỗ ngồi cho quý bà con mình. Lốp lép nè, đầy cui. Bà con mua về là chỉ sử dụng, không có tốn tiền bạc làm gì thêm nữa. Xe đang trong tình trạng hoàn hảo nhất có thể nha. Đấy, vô lăng củ số đẹp len kem. Đây, máy móc. Nó là trang bị 4 máy nha, 4 máy động cơ là 1.0. Chạy cực kỳ khỏe luôn nha. Cực kỳ khỏe luôn. Đây, đó, bốn máy nè, quý bà con coi nè, 1, 2, 3, 4 nè. Đó, đời 2012. Đấy, máy cực kỳ đẹp luôn. Đó, xe này thì miễn bàn rồi bà con. Keo sùng chỉ nè, đó, keo sùng chỉ nè. Đấy, bốn máy nè, 1, 2, 3, 4 nè, bà con thấy không? Đấy, máy móc thì bảo hành cho quý bà con là 6 đến 6 tháng sử dụng nha. Đó, máy móc là miễn bàn. Rồi, 120 củ, nhanh gọn lẹ nha bà con nha. Nhanh tay cắt máy lên alo cho em, để sở hữu em đó nha. 0972 147 247 nha. Rồi có Kia Rio nữa nè, Kia Rio mới về à, cũng 200 mấy á. Đấy, 200 mấy á. Innova, đủ màu. Đấy, đủ kiểu hết nha bà con nha. Đấy, cứ đó alo bên em là mua được xe. Đó, đầy đủ hết.